Các bạn ơi, phúc mầm không đây. Bây giờ mình ở đâu? Ở núi Bà Đen là một một cái núi ở tỉnh Tây Ninh, là lần đầu tiên mình có lên núi. Cái này là một cái gì mình không biết, nhưng mà rất là hết sức to lớn. Trời ơi. Và chúng tôi có mặt trời là mặt của trời, mặt trời. Hôm nay thức dậy lúc 4 giờ rưỡi, nhưng mà mình ngủ quên vì sớm quá, nhưng mà không sao vì bạn của mình Alisa cứ âm thanh thì mình ngay thức dậy lại. Ok, cho các bạn xem là cái này là đỉnh núi. Bây giờ có người xây dựng một cái gì mình cũng không biết. Nhưng mà nếu các bạn muốn lên núi thì cần lên cáp treo, rất là rõ rệt. Cáp treo được xây dựng rất tốt vì khi lên núi nó vững vàng lắm. Nếu người xây dựng cáp treo cấu thả thì có lẽ cây ra rất nhiều cây chết. Chúng tôi may mắn lắm. Tâm An Station. Tại sao tiếng Việt có từ từ tiếng Anh từ heart, nhiều tiếng Việt có nhiều từ. Ví dụ tâm, trái tim, lòng. Tại sao mình không biết. Bây giờ dẫn các bạn đi xem là bạn của mình
À, wow. How do you say holding the sun? Yeah. Nâng. Nâng. Yeah. Like nâng ký. Push. Oh, nâng cao. Nâng lên. Nâng lên. Yeah. Like nâng cao. Yeah, but same nâng. Nâng. Nâng mặt. Sử dụng một tay. Nâng mặt trời là năng ký năng ký của một người đặc biệt. Ok, yeah, so hy vọng mình hy vọng nếu các bạn có cơ hội, các bạn có thể đến đây vẫn cảnh bà đen bà đen thắng cảnh từ ngày xưa, thắng chọn mâm qua chạy mắng mưa. Không đọc nữa vì cách viết khó, không rõ ràng. Nếu là tiếng Anh cũng không rõ ràng mà Sun World không biết tại sao viết thành Sun World Badang Mountain. Ok các bạn ơi, hẹn gặp lại và chúc mừng năm mới.